thì nó mới buông, tại vì tôi bây giờ tin tưởng. Ngày xưa tới giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng tới một cây dinh dưỡng nào đó. Tôi chỉ biết, mà không phải riêng tôi, rất có nhiều người bệnh là uống thuốc, chứ không phải là dùng dinh dưỡng. Nhưng có một lần người bạn tôi chia sẻ với tôi, đó là anh thích là dứt chất này, chất nọ, chất người. Tôi không hiểu được. Là tại vì tôi là người nghệ sĩ, rất là thiếu chất. Tôi không phải giống như tất cả các bạn. Có khi 5 giờ sáng tôi đi tới 12 giờ kia, 1 giờ tôi về tới nhà. Mà ăn uống thì giống như là cơm hàng cháo chợ. Tức là mình quên đi quay phim hay là làm gì đó thì chỉ ăn cơm hộp. Rồi tới giờ mình quay xong vô cơm khô beo thì ăn đơn giản thôi, đi ra mình làm. Thì rất thiết chắc, cơm người rất là nhiều. Lúc tôi bị hơi đặc kiệt sức thì tôi muốn đi tập thể thao lại. Thì người bạn tôi nói là anh nên đi tập thể thao sớm như thế, phải dùng chất dinh dưỡng. Thì trong đầu tôi nghĩ rằng chắc lẽ là người bạn này nói là để cho mình mua cái dinh dưỡng này để cho người ta có lại thôi. Nhưng tôi nói tất cả xin lỗi các bạn, tôi chỉ dùng dinh dưỡng đến 3 ngày là tôi có cảm giác là đầu óc tôi sáng suốt lên. Tôi có thể giết được một bạn rất là chán chắn và có sức khỏe để mà tôi muốn đi tập thể thao nhiều luôn. Sau thời gian dùng dinh dưỡng tới nay là một tháng trước thì tôi cảm giác cái dinh dưỡng này rất là tốt, đem lại sức khỏe rất nhiều. Thành ra tôi rất là cảm ơn người bạn tôi và cảm ơn Mr. Lai của nhà em quay sẵn. Thì tôi khuyên các bạn, tức là những người nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe mình nhiều hơn nên dùng cái dinh dưỡng này cho tất cả những người có mặt hôm nay. Tôi chắc là nói nhiều quá không hay nữa đâu. Ở đây xin cầu chúc cho tất cả những người có mặt hôm nay được nhiều hạnh phúc và hãy giữ gìn sức khỏe lại. Người ta nói là ăn nói. Nhưng mà xin phải nói bây giờ nên lát có mời ăn. Hầu như tất cả các bạn ở đây này ai cũng mê hài, những cái đĩa hài của anh, những cái chương trình mà anh diễn hài đó, anh có thể bật mí là anh có cái chương trình gì đó hay dự án gì kịch hài gì đó hay là cái tiểu phẩm gì đó mà anh vừa mới ra mắt mà mọi người đã chưa biết, để mọi người mua đĩa mua đồ rồi đi sân khấu coi cái gì thần tượng của mình đúng không? Anh chị có muốn cho anh và tôi chia sẻ? Ở chung là quay cũng là hai phim. Cái bộ phim thứ nhất là hợp tác với Hồng Kông quay với anh Mã Đức Chung là Tình Xuyên Biên Giới, chắc là tháng 7 mình chưa làm. Các anh chị có đi coi không ạ? Và cái phim thứ hai là cái phim Bàn Tay Lũy, là cái phim hành động mà trong đó mỗi chung đó cái giai chết thì là cái giai mổ nội tạng. Ok, sau đây tôi chia sẻ rất nhiều trên video. Hôm nay tôi có mời một người bạn tới đây quay cho tôi. Tôi sẽ đưa cái này vô trong cái video của tôi là cái single 50 tập sắp tới. Là để tôi cảm ơn cái dinh dưỡng này. Nghe được biết là rất là nhiều các cô chú chị đây ngày hôm nay lúc chiều giờ thì thấy mọi người hơi căng thẳng. Nhưng mà cái phần chia sẻ của chú là cảm ơn chú rất là nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chú có thể gửi một cái tiểu phẩm ngắn nào đó để giúp cho nhiều người. Là văn nghệ làm hài nó khổ lắm. Thì mà đứng đó một mình thì nó không có làm tinh phẩm gì hết. Nếu làm văn nghệ thì phải có hai người giống như đá bạc vậy. Đá và xuống. Rồi thôi giờ đến đây. Bây giờ tới đây là Bảo Dung xin giải tỏa luôn cái này.
là tại vì Bảo Trung cũng tới đâu khổ lắm. Bảo Trung nói mà đây là tập sự của Bảo Trung nha. Giống như là Bảo Trung đi đường rồi đó. Tại ai biểu cười đó, Bảo Trung cười đi. À mình cười là tao nói mình dễ. Trai ở chung người ta dê gì nhưng mà sự thật tôi có dê không lẽ gì tôi yêu cái đẹp cái xinh của người phụ nữ bà đi nghe mà đi bà con ở ghét thì tôi hai cái chữ dê nghe nè chứ thấy đàn ông với đàn ông thì dù đàn bà đẹp cũng chẳng có ai dòm. Mà không nhìn mà nhìn với bà nó mình dê. Ngày xưa đàn ông bấy thiếp năm thê, đàn bà chịu cánh phụ thế còn một lần. Ngày nay nỡ tạo xây hình, đàn bà dê bảo đất xanh lại. Đưa cái cuốn amalgam lên để mình biết lần này em quay và tặng anh Cung một cuốn để chúng cùng chụp chung với mình được không các anh chị?